Hello các anh em đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng. Lời nói đầu tiên thì đầu tháng thì cửa hàng chúng em xin kính chúc anh em một tháng mới thì tràn đầy năng lượng nha anh em. Vâng, và bây giờ thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lại review cho anh em một lô máy cơ xích gồm 10 cây. Hàng cho anh em nào mà thích hàng Nhật bãi. Đấy, mà máy móc phải zin. Thì hôm nay thì có lô này đây, cam kết cho anh em luôn nhá. Máy móc hàng chưa bung chạm máy móc luôn. Có sao ở trên video thì cả chúng em sẽ nói vậy để cho anh em đặt hàng có thể yên tâm nhất. Hàng tới anh em kiểm tra, kiểm chứng có đúng như lời em nói không. Nếu mà sai cái gì mà trên video em đã nói thì xin phép đền 10 lần tiền. Bất kỳ cây máy nào, ví dụ cây máy 2 triệu đền cho anh em 10 lần tiền luôn. Đấy, để cho anh em hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Và cửa hàng chúng em ấy, thì cam kết cho anh em là không cần cọc trước. Đó, anh em chốt cây nào thì chỉ cần nhấc máy lên liên hệ cho cửa hàng chúng em, đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con này. Các bác chốt con nào thì cửa hàng chúng em sẽ đóng gói gửi đến tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra hàng, test nổ thoải mái rồi các bác mới thanh toán nha anh em nhé. Đó, không cần phải cọc trước đâu ạ. Cửa hàng chúng em thì làm ăn có uy tín từ lâu rồi, nên là các bác không cần phải lăn tăn là bảo mà đặt hàng phải cọc cạch làm gì cho nó rất là mất thời gian. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em thì có chia theo từng hai hàng này. Hàng bên trên này là những phân khúc nhỏ để sử dụng gia đình, cắt củi đồ linh tinh, cắt máy cắt củi nấu rượu này, hoặc là cầm dãy đi làm linh tinh. Máy cân nặng chỉ khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu, hoặc là dưới 4 kg anh em nhé. Đó, mà giá ấy thì cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ khoảng trên dưới 2 triệu đồng thôi. Đó, còn anh nếu anh em nào mà thích hàng mà máy mà chất lượng hơn một tí xíu, hệ nòng đứng, máy móc mà công suất lớn lớn hơn một tí xíu. Đó, hoặc là máy mà hàng phân khúc, hàng siêu cấp ấy. Thì hiện tại em có xếp ở cái hàng bên dưới, anh em cứ lượm những con máy hàng bên dưới. Cam kết cho anh em là máy móc là chuẩn hàng Nhật nguyên zin. Đó. Hàng bên chê dưới này thì nó phân khúc nó khoảng tầm trên dưới 3 triệu. Đó, anh em nào mà kinh phí cao thì anh em lựa thích hàng ngon lành, lựa hàng bên dưới. Còn anh em nào mà kinh phí thấp mà cần một chiếc máy nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh về sử dụng gia đình thì anh em lựa con hàng bên trên anh em nhé. Vâng, và hôm nay là cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ K này, từ K1 cho tới K10, và giá là đã công khai hết trên từng con máy rồi. Giá là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em nhé. Tặng cho anh em một típ mở buji, một chiếc rũa với một tô vít chỉnh khi anh em đặt hàng cây máy. Đó, và giá là miễn phí vận chuyển cho anh em. Đầu tiên là một con máy Estin 170C K1 giá 3.450.000. Con này thì cho anh em về sử dụng gia đình nhá. Thương hiệu Estin của Đức, rất là đặc trưng luôn rồi. Ông vua bà chúa về túp đầu về ngành máy cưa rồi. Hãng thì cực kỳ nổi tiếng. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Còn nếu mà anh em thích công suất lớn 38cc, thương hiệu Shindaiwa, Shindaiwa 380, hệ nòng đứng giá 2.850.000 K2 anh em nhé. Con này thì theo máy là một cây lam Latin luôn này anh em. Em nhìn rõ không ạ? Đó, một cây lam Latin luôn anh em nhé. Và con K3, con này thì về để cho anh em khai thác tầm trung được rồi này. Nòng 40mm. Con này về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30-35 phân đủ lại, quá là thoải mái, vòng tua cực kỳ cao anh em nhé. K3 là một con máy cưa Echo Kyorit 3500. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực, có xả áp cho anh em luôn, có trợ lực cho anh em. Con này giá 3.050.000, tích hợp theo máy lam Latin luôn anh em nhé. Đó, vâng, và một con máy K4, một con máy cưa Echo Kyorit V3200. Con này thì công suất của nó là 34cc, nhỏ hơn con K3 này một tí xíu. Con này 35cc thì con này 34cc, giá 2.800.000. Đó, anh em nào mà không cần máy quá lớn thì có thể lựa chọn con này. Máy móc cực kỳ đẹp luôn nhá. Còn anh em muốn nhỏ nữa, một chiếc máy cưa Komatsu Zenowatt G3200, có tích hợp chụp giật trợ lực, có núm bơm xăng phụ, có giảm nhún lò xo cho anh em về sử dụng. Con này giá của nó là 2.600.000 cho anh em. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại anh em nhé. Vâng, và con K6 là một con máy cưa
thương hiệu Maruyama. Đây, đây là những máy cưa hệ về cho anh em cắt củi, nấu rượu hoặc là máy sử dụng gia đình nhỏ nhẹ, cân nặng chỉ khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu. 1.950.000. Thương hiệu Maruyama MC30A anh em nhé. Một con máy cưa thương hiệu Hitachi 1.900.000. Đó, quá là đặc trưng rồi, hầu như là lên sóng nào cũng có những cái hệ như thế này. Vâng, và một con máy cưa Tananka, con này là 333, con này có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, có núm mươm xăng phụ đầy đủ cho anh em, 2.100.000 anh em nhé, K8. Và một con máy cưa Echocurit 3.300A. Đấy, thương hiệu Echocurit thì top ông vua bà chúa rồi, có tích hợp lam Latin cho anh em nhé, 2.250.000. Máy móc cực kỳ đẹp luôn, tem mác hầu như còn nguyên. À, và con lô ngày hôm nay thì em có like vào một con máy mới, một con máy mới mà cửa hàng chúng em bán xả luôn. Con này thì công suất cực kỳ lớn luôn anh nhá, có hệ tay cụt, giá rẻ 1.800.000 thôi, có tích hợp chủ giật trợ lực này, công tác ở đây nhá, tự nhảy về luôn, không cần phải tắt đi tắt lại làm gì nhiều. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, con này chỉ 1.800.000 bán xả luôn anh em. Con này là hệ máy mới anh em nhá, không phải là máy bãi đâu ạ. Là máy mới của tàu đấy, nhưng mà máy móc thì con này thì cực kỳ nổ ngon và sướng tai luôn. Con này em bán xả luôn anh em nhá, về cho anh em sử dụng. Anh em nào mà không ưng hàng cũ thì có thể lựa hàng mới này anh được. Vâng, và bây giờ thì cả chúng em xin phép đặt máy quay xuống, cũng như là giật test nổ, cũng như đo kích thước cây lam, giới thiệu chi tiết cây máy, báo giá thông số kỹ thuật cho anh em, để cho anh em có thể lựa chọn dễ dàng anh em nhé. Dạ vâng, cây máy đầu tiên lên cho anh em, một con máy cưa Estin 10S170C mang thương hiệu của Đức anh em nhé. Máy móc tình trạng cam kết cho anh là chuẩn zin từ A tới Á cho anh em luôn này. Điện zin, nòng zin, bu zin NGK nguyên zin anh em nhé. Chế nguyên zin từ A tới Á luôn. Lọc gió khá là còn đẹp. Máy móc cam kết cho anh em là chưa bung chạm máy móc, thắng xích, thắng thiết sử dụng đầy đủ cho anh em. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực anh em nhé. Về cho anh em sử dụng thì giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đây là phần xăng, đổ xăng pha nhớt này. Bên trên này là để nhớt để bôi trơn lam xích. Con này thì sử dụng xích trung 91, lam con này mặt cắt là được 35 phân. Chuẩn tem mác đầy đủ cho anh em nhé. Đó, thương hiệu của Estin thì không thể nhái và giả được rồi. Tất cả linh kiện của nó thì đều có dập nổi, tất cả linh kiện đều dập Estin, như phần bô mình biết này. Đó, có mã số ký hiệu đàng hoàng hết, linh kiện nào cũng có luôn nhá. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19, thắng xích để sử dụng ngon lành. Con này thì nhỏ sử dụng gia đình thôi, nòng 37 ly cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại. Giá con này là 3.450.000. Cửa hàng chúng em miễn phí vận chuyển, đánh dấu ký tự là K1 anh em nhé. Anh em là chốt thì đọc cho em cái ký tự là K1 là được. Đó. Rồi, qua con K2, một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa. Có lẽ là thương hiệu này thì ở dưới cả miền Tây thì các bác biết rất là nhiều về thương hiệu này. Ở dưới miền Tây thì rất về chuộng thương hiệu này luôn á. Con này thì Shindaiwa 380, nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 38cc. Vòng tua cực kỳ cao về con thương hiệu này anh em nhé. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nha. Đầu Latin khá là còn dày dặn và to bản này. Đó. Và lam con này dài mặt cắt là được 40 phân. 40 phân ạ. Có sẵn hàm rồng cho anh em luôn nhá. Có sẵn hàm rồng. Hệ thống lốc là lốc kim loại anh em này. Lốc kim loại luôn anh em nhá. Và con này sử dụng của nó là xích chuột, xích mini. Con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.850.000 cho anh em. Về anh em sử dụng miễn phí vận chuyển. Vòng tua con này cực kỳ cao. Đây, để em test nổ con này cho anh em xem nhé. Vòng tua của nó thì khá là khét máy và cực kỳ cao vòng tua luôn, cực kỳ đã tai.
con này, riêng con này về thì anh em về sử dụng khai thác tầm trung được luôn anh em nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35cm đổ lại, nòng 40mm là cũng khá là to rồi. Đó, về cho anh em sử dụng khai thác, chuyên khai thác tầm trung thì anh em nên lựa những con như thế này. Bao cho anh em độ bền thì không phải chê điểm gì nữa rồi. Thương hiệu này thì cực kỳ bền bỉ luôn anh em nhá. Rồi, còn anh em nào mà thích thương hiệu Echo Kerit, hôm nay thì chúng em có một con thương hiệu Echo Kerit 3500, công suất của con này là 35cc. Và con này có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em này. Đó, có tích hợp chủ giật trợ lực, có xả áp cho anh em luôn. À, này giá của nó là 3.050.000. E gió là e gió tự động luôn này. E gió tự động luôn anh em nhá. Hai ốc chân lam cực kỳ chắc chắn, vặn trực tiếp bằng khóa 13. Lam con này là lam Latin luôn anh em nha. Lam Latin luôn ạ. Đầu Latin thì cũng khá là đẹp và khá là dày dặn. Đây. Đầu Latin đây ạ. Xích con này nó sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.050.000 anh em nhé. Máy móc cam kết nguyên zin, tích hợp chủ giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Vâng, còn anh em nào mà kinh phí thấp thấp một tí xíu vẫn thích dòng Echo Kerit thì hôm nay chúng em có một con Echo Kerit V3200, công suất của con này là 34cc anh em nhé. 34cc, con này thì không có tích hợp chủ giật trợ lực nhưng mà có xả áp ở đây cho anh em. Anh em là giật cũng rất là nhẹ nhàng luôn rồi. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này dài, mặt cắt là được 30 phân mặt cắt. Xích sử dụng nó là xích chung 91 anh em nhé. Giá con này là siêu siêu hữu nghị luôn. Nòng hệ nòng đứng, thắng xích sử dụng đầy đủ này. Thắng xích vẫn là sử dụng ok luôn anh em nhé. 2.800.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Vâng, hôm nay con K5 lên cho anh em sóng một con máy cơ Komatsu Zenawatt. Máy móc cực kỳ đẹp, tem mác hầu như là còn nguyên zin nguyên bản hết từ A tới Á luôn cho anh em này. Lam con này mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng nó là xích mini. Riêng con này về sử dụng cực kỳ thích luôn, tích hợp trùng giật trợ lực. Đó, hệ thống có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đầy đủ các chức năng luôn, e gió tự động luôn anh em nhé. Nhún của nó là sử dụng giảm nhún lò xo, cắt cực kỳ êm ái luôn. Hệ thống bô là bô giảm âm luôn anh em nhé. Riêng con này về sử dụng thì không phải lan tan gì rồi, cực kỳ bền. Phần bên này là đổ nhớt để bôi cho làm xích. Phần bên trên là để xăng pha nhớt anh em nhé. Đây, để em giật test nổ con này cho anh em nghe qua. Con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.600.000. Về con này sử dụng thì cực kỳ thích luôn. Em chấp về những cái dòng máy cưa hàng Trung Quốc linh tinh đấy ạ. Chạy cực kỳ êm ái luôn anh em nhé. Kéo này, rất là nhạy nổ luôn. Đó. Anh em thì cái hệ thống nhún của nó nhún là so, nên là cái phần, mỗi cái phần cục máy này rung thôi, còn phần tay cầm thì hầu như là nó không rung luôn anh em nhé. Về, vâng, qua con K6, một con máy cưa thương hiệu Maruyama, hệ sử dụng gia đình, 1.950.000 thôi. Con này thì công suất của nó là 33cc, nòng 38 ly. Con này về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại anh em nhé. Và con này thì có tích hợp là lam dài 35 phân, xích sử dụng là xích mini. Cho anh em về cắt củi đồ linh tinh đấy ạ. Máy cần máy nhỏ nhỏ, về dùng gia đình. Vâng, còn anh em nào đam mê thương hiệu Hitachi, nên là em lên sóng cho anh em một con máy cưa thương hiệu Hitachi, giá của nó 1.900.000 anh em nhé. Con này vẫn là 33cc, nòng 38 ly, cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại, 20 phân đổ lại anh em nhé. Về cắt củ đồ linh tinh, về sử dụng gia đình nhá. Anh em cần một chiếc máy mà hàng giá rẻ,
để cho anh em về sử dụng. Vâng, và anh em nào mà thích hệ chụp giật trợ lực này, nay lên cho anh em một con máy cưa thương hiệu Tananka tích hợp chụp giật trợ lực K8 2.100.000. Con này thì cả chúng em đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới rồi anh em nhá. Một sợi xích mới rồi, lam dài mài 35 phân, có núm mâm xăng đầy đủ cho anh em. Đây, quay tổng thể cây máy này cho anh xem qua, chuẩn zin từ A tới Z cho anh em luôn. Chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn này. Vẫn là 33cc về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Dạ vâng, rất nhiều các bác mà hay hỏi thương hiệu Echo Kyoris 3300 đây. Hôm nay chúng em lại tiếp tục lên sóng cho anh em một con máy cưa tiếp. Có hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Con này thì theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nhé. Cực kỳ đẹp. Anh em nhìn này, đầu Latin này. Khá là dày dặn luôn. 2.250.000 cho con này, 33cc. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại anh em nhé. K9. Vâng, và cuối cùng là em lên sóng một con máy cưa tay cụt. Con này là hệ cưa máy mới thương hiệu Osaka anh em nhé. Đây, thương hiệu Osaka này, 2500. Con này thì công suất thì cực kỳ khỏe luôn, vòng tua cực kỳ cao. Anh em nào mà thích mà máy nhỏ nhỏ một tí xíu thì tại con này cửa hàng chúng em bán xả luôn nhá, 1.800.000. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ này, khóa xích đầy đủ luôn, lam xích mới. Đây, con này là lam mới luôn anh em nhé. Đó, lam xích mới luôn. Có chụp giật trợ lực, bình xăng là hệ bình xăng trong để cho anh em tiện theo dõi xăng cộ này. Hai ốc chân lam luôn anh em nhé. Hai ốc chân lam, giá chỉ 1.800.000. Con này thì cân nặng khoảng tầm 3,5 kg thôi anh em ạ. Là hệ máy mới anh em nhá. Hệ máy mới chứ không phải là hàng bãi Nhật đâu anh em. Anh em nào mà thích hàng máy mới giá rẻ thì hiện tại cửa hàng chúng em có một con máy này bán xả cho anh em nhá. Vâng, và vừa rồi thì cửa hàng chúng em thì đã giật test nổ hết tổng cộng là gồm có 10 cây rồi. Anh em nào mà ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Khi mà anh em đặt hàng ấy, nếu mà anh em sử dụng Zalo, đặt hàng chưa biết cách sử dụng cây máy, kết bạn Zalo, cửa hàng chúng em khi hàng tới các bác trực tiếp gọi video thì cửa hàng chúng em sẽ gọi video để hướng dẫn chi tiết anh em cách sử dụng của cây máy anh em đặt. Có thể chứ không phải là hướng dẫn chung chung thì nó con máy này nó khác máy kia. Anh em sẽ hướng dẫn trực tiếp trên thẳng cây máy anh em sử dụng luôn để cho anh em yên tâm nhất để anh em sử dụng. Vâng, và video thì đã quá là dài rồi thì chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em video tiếp theo anh em nhé.